Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao mà lắp được cái chương trình của con PC này thông qua cái bộ CS41 nhưng mà thông qua cái mạng mạng LAN nha mấy bạn, tức là mình thông qua cái wifi của mạng LAN. Thì bây giờ đây là cái phần cứng của mình, con PC mình đang được kết nối cái bộ Ethernet CS41 này. Bột này mình đang kết nối qua cái bột cái hết mở rộng ha, W4S1055C ha, cái hết này, và từ cái hết này mình sẽ được kết nối qua cái bộ wifi. Đây là cái bộ wifi của mình, bộ wifi này. Thì cái bộ wifi này mình sẽ kết nối với máy tính thông qua cái wifi này. Đây là cái wireless của mình là anh Minh đây. Thì bây giờ mình sẽ download cái chương trình PC này từ cái bộ CS41 thông qua cái wifi này ha. Làm sao mình để làm được như vậy? Thì đầu tiên là mình cần cần một bộ phát wifi. Đây là cái bộ phát wifi ha. Mình sẽ kết nối như hồi nãy giờ mình chỉ là từ cái bộ hết này về cái bộ wifi, bộ cái phóng ứng mạng LAN ha. Rồi từ cái đầu CS41 này mình sẽ kết nối về cái bộ host này ha. Rồi máy tính mình sẽ kết nối với lại cái bộ wifi này thông qua cái wifi này. Wifi đây. Thì bây giờ để thực hiện được cái việc mà upload download thông qua cái mạng wireless này, mình vào cái wireless đây. Mình chọn cái property, mình cài đặt cái địa chỉ IP cho mình, IP4 đây. IP4 này mình sẽ cài cái địa chỉ IP, nếu mà bình thường á, máy tính bình thường mình mở lên thì nó sẽ là ở trạng thái là auto, nên mình cách chọn qua là menu này, mình nhập vào cái địa chỉ IP. Cái địa chỉ IP ở đây á thì mình sẽ nhập là 192.168.250.10, tại vì cái bột CS41 của mình, các bạn nhớ là cái bột CS41 của mình có địa chỉ bao nhiêu thì mình sẽ nhập cái địa chỉ vào đây, nhập cái địa chỉ vào đây, nhưng mà nhớ là khác đi cái số đuôi ha, cái lớp cuối cùng này. Thì hiện tại con CS41 của mình, cái bột này nó đang có địa chỉ là 192.168.250.1, nên mình sẽ set vào trong cái địa chỉ này, nó sẽ là 192.168.250.1 ha. Rồi đây là subnet thì mình đi im, không vấn đề gì, đó là mình ok. Ok ha. Setting. Đó là phần setting ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở máy ta mở PC lên ha. Mình tạo cho nó một cái con PC giống như con ở bên ngoài mình đã có. Mình tạo là new. Mình chọn là CV1H. Setting. Dòng X. Ở đây V. Network type này là mình chọn là Ethernet, chọn setting driver 192.168.250.1. Cái địa chỉ này là chính là cái địa chỉ của bộ CS41 này. Cái bộ này có cái địa chỉ bao nhiêu, cái CS41 này có cái địa chỉ bao nhiêu thì mình sẽ setting vào đấy bao nhiêu. Thì ở đây là 192.168.250.1 ha. Ok. Rồi, thế thì bây giờ là mình chỉ việc kết nối thôi, mình thử kết nối nhé. Mình chọn là cuộc online. Nó sẽ kết nối với lại cái PC thông qua bộ địa chỉ IP là 192.168.250.1. Như thế là mình đã kết nối được với PC rồi đó. Bây giờ mình sẽ load chương trình xuống ha. Đó, từ upload chương trình đó, mình chọn chọn hết ha. Ok, như vậy là mình đang lấy cái chương trình từ PC này lên thông qua cái wifi, cái bộ phát wifi của mình kết nối với lại máy tính thông qua mạng wifi mạng LAN này ha mấy bạn, mạng LAN ha, chứ không phải là mạng internet nha, đây là mạng LAN. Thì đó là mình ví dụ như mình có thể ngồi trên văn phòng, mình có thể kết nối được với lại những con PC ở dưới và xa.
chút xíu thì mình có thể thông qua mạng LAN này, hoặc là mạng mạng mà gọi là mạng LAN mạng nội bộ nhà máy á, để mình có thể là upload và download được cái chương trình DC mà thôi, không cần phải kết nối dây trực tiếp từ máy tính lên lên DC ha. Là xong chương trình đã được upload xong, và bây giờ mình có thể là đổi chương trình xuống thông qua mạng LAN của nhà máy. Cái rất là đơn giản và dễ ha mấy bạn. Bạn nhớ là khi sử dụng cái bột CE41 này, mấy bạn nhớ gạt cái switch số 4 này lên nha. Nếu mà mình kéo cắm bột 1, còn nếu mà mình cắm ở bột 2 thì mình nhớ gạt switch số 5 on lên ha. Còn bột 1 thì switch số 4 on lên. Thì lúc đó mình mới kết nối được với lại cái bột này, nó không báo lỗi. Còn không là nếu mà không để ốp hai bột lá bột thì nó sẽ báo lỗi. Đó là cái cách mà mình để upload và download cái chương trình PC thông qua mạng LAN ha, Wi-Fi LAN ha. Các bạn thấy video có tính ứng dụng cao thì mấy bạn đăng ký kênh của mình để được học nhiều hơn các cái bài tập cũng như các cái bài giảng sau này ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nhé.